Hi, xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Hôm nay thì gia đình của Bằng sẽ đưa mọi người đi tham quan một cái vườn hoa cải trời ở thành phố Capitano, cách trung tâm Lido Sài Gòn 30 phút lái xe về hướng Nam. Và phía sau lưng Bằng đây, một cánh đồng hoa cải trời vàng tươi luôn mọi người ơi. Và cái chỗ mà Bằng đang đứng ở đây nè, và cái vườn hoa cải trời này đó là nằm trong một cái công viên có tên là Northwest Open Space. Và chỗ này á, cho các bạn vào miễn phí, không có tốn phí gì hết cả. Và ở đây có rất là nhiều parking để mình đậu cặp theo hai bên cái hàng rào nè. Đó, xung quanh đây nè, mọi người đang đậu, mọi người thấy không? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu vô trong để khám phá cái vườn hoa cải trời này như thế nào nha mọi người. Chứ Bằng ở đây đứng đây là rất háo hức rồi đó, bởi vì nó rất là đẹp luôn. Bằng đã đi vô phía trong của cái vườn hoa cải trời rồi. Và đây là cái lối đường mòn đi nè mọi người. Mình không có nên đi sâu vô trong để mình dẫm lên hoa nha. Mình đi theo cái đường mòn có sẵn nè. Đó. Và mẹ con của bé Ray đang ở phía trước kìa. Wow, có một chiếc xe lửa đang chạy ngang kìa. Yeah, hello. Nắng quá đời muốn kiếm của mẹ đeo. Hi. Hả? Bé Ray xin chào cô chú. Hai xin chào các bạn. Hello. Wow. Quá trời đẹp luôn. Yeah. Thấy đường không dạ? Con thấy đường không? Bà coi nè. Thấy đường không dạ? Thấy đường không dạ? Wow, cây này giống cây bơ quá ta. Cây bơ. Cây bơ. Wow, ở giữa cái cánh đồng hoa cải vàng có một cái cây bơ to ghê mọi người. Nhá hả? Hỏi thử á. Ở đây có mấy cô chú không biết đang làm cái gì á, thấy cầm cái túi ni lông đang lụm cái gì á. Có vẻ là họ đang hái mấy cái lá. Giống như con gì. Quá trời đẹp. Vàng tươi ha. Vàng tươi luôn. Sao vậy con? Đây. Đó, đẹp quá mọi người. Yeah. Quá trời đẹp. Hi, xin chào mọi người. Ở phía trong đó là cái đường vô trong cái Northwest Open Space mọi người. Và Bằng mới vừa coi hoa trong đó ra, tính đi chạy qua bên đây Napoli. Nhưng mà vừa quay quanh đây thì thấy bên đây có cái chợ trời. Đối diện luôn. Có một cái hội chợ hay chợ trời vậy đó. Bây giờ thì Bằng sẽ vô đây để quay cho mọi người coi nha. Ở đây là food truck. Để coi food truck này bán đồ gì đây. Ồ, food truck này của Mỹ rồi. Bán taco không à? À, chiên Mỹ. Ok. Đây cái menu quay cho mọi người coi nè. À, rất là nhiều món của Mỹ luôn á. Cái này là bán cá tuna nữa. Yeah. Cá tươi. Good. Yeah.
strawberry. Yeah, strawberry. Này là siêu ngọt luôn. 14 đồng một phao, siêu ngọt. 14 đồng 3 hộp. 6 đồng một hộp, 3 hộp. Cái này là blueberry. Cái strawberry này là nó ghi là siêu ngọt luôn. Ủa 14 đồng 3 pack mà mẹ. Cái này blueberry. À blueberry. À một cái này là 6 đồng á. Chắc là strawberry này. To quá hả? À, ghi berry là chung luôn á. Anh nghĩ là vậy, chung luôn. Em muốn mua không? Hả? Mua một pack cái... This one is 14. 14, you can mix it like two strawberries, one blueberry. Mình có thể mix it. Ok. Họ nói là cái này á, mỗi một cái á, một khay là 14 đồng, một khay là 6 đồng đúng không? Mình có thể mix chung đúng không? Em muốn mix đi. Mua một cái, hay một khay thôi. Em mua khay nhỏ thôi, let me. No, một cái nữa. 6 đồng đúng không? Six. That one's 6. Okay. What about this? Six. Which one? You can pick one. Okay. Muốn ăn không? À, một cái thôi. Yeah. Okay, whatever. That one? Yeah. All right, 6. Okay. Lấy tiền, 6 đồng. Theo như lời quảng cáo là nói là rất là ngọt. Bây giờ mình sẽ thử liền luôn, coi có ngọt không? Ok, kéo lại cho em. 13. That's super sweet, right? Thank you. Yeah, really good. Thank you. Ok. Còn bên đây là rau củ quả nè. Có cà rốt siêu nhỏ luôn. Wow, hành này có 3 đồng rồi mẹ. Artichoke. Spinach. Cà rốt. Spinach. À, đây. Cái keo nè. 3 đô một bó. 2 bó thì 5 đồng. 2 bó thì 5 đồng. Rồi tất cả này luôn. Là 3 đồng một bó. 2 bó thì 5 đồng. Spinach này còn tươi mẹ. À, tiếc là mình ngồi xe ha. Mình chút mình còn ra biển chơi nữa, mình để sợ nó héo. Ok. Thôi đi coi cái khác. Ồ, măng tây. Măng tây thì 3 đồng một bó. Còn cái này là tất cả mọi thứ trong đây là 3 đồng một bó hết á. À, đây là cam. Hey cha. How's it going guys? Em kia. Có tên luôn nè mọi người. Cara. Golden West. Cái cây này cam luôn hả? Cam này lạ vậy. Cam bởi vì Blue Oregon. Yeah, lạ quá hả? Would you guys care to try our perfect orange today? Yeah. They're pretty amazing. It's a Caracara orange. Low acid, high nutrient content. Okay. Ảnh cho mình thử mọi người. Yeah. Very sweet. Thank you. I have paper towels, hand sanitizer, trash can right here. Okay. Okay, bây giờ bằng sẽ thử cái cam. Ảnh nói là cái cam này siêu ngọt. Oh, you have, do you have a sample of this? Mm. The blood orange? Yeah, yeah, thank you. Okay, nó không có ngọt là liệm mà nó hơi ngọt ngọt chua chua ha. Yeah. Yeah. Ngon. Let me try cái này coi. This is the blood orange right here. Okay. You got it. Yeah. You sure? It's pretty good. Yeah. Cái này là cam máu. Theo tiếng Anh dịch ra là cam máu. Lần thử. Doesn't matter. 4.75 một bao. Ừ. Nó là lạ mà. Nó lạ lắm. Mà ở trong giống như mứt vậy. Vậy hả? Thử rồi. Mua thử đi. 4 đồng mấy ha, nè cam. Ok, hold it. Dạ, yeah. mình lấy thử một bao thôi. Bà thử coi. Cho bà thử coi. Ngọt mới giòn rụm mà. Tươi hả? Ok. Okay. Yeah. Cái lấy nhiêu đây thôi hả? Phao thôi. Phao thôi. Ok. Yeah. Oh yeah, take your time. Do you want to try the Fuji apple? We just tried it. It's a Fuji apple, but it tastes like a marshmallow. Fuji apple. Cái này là mứt đó mọi người. Mấy cái này là họ lấy táo với yeah. Táo với cam họ làm mứt hết luôn á. Cũng ok ha.
Ngon hả? Ngon, ngon rồi. Thử đi. How much the bag for? 12 for that one, and then 7 for this. It's double the amount for that guy, but... Cái bịch lớn đó thì 12 đồng. Hello, welcome back. Cái bịch nhỏ đó thì 7 đồng hả? 7 đồng. Em mua một bịch đi cũng được. Một bịch thôi. Mua một bịch nhỏ đi cho con ăn. Con nó thích ăn nho đó mà. Golden raisin, golden flame raisin. Cái này hình như nó miss. Cái này nó miss nhiều loại nha. Hả? Ok. Nhớ lấy cái cam mới được rồi. Cái này là hạnh nhân hả? Thôi. Thôi không ăn cái đó. Ân ơi. Sao vậy con? Bé ân ăn hết trái strawberry luôn rồi kìa. Nhả này ra. Cái này lá không ăn nha. Ăn giòn quá, ăn sực. So with us at least, you can always use your card. You won't get an extra tax or anything like that. Okay. Is that it for you? Yeah. All right, 20 even. Ăn ngon hả? Ăn ngon hả? So this one's called. Do you want this one instead? Mua này thôi cho con ăn. Với mua cái cam đó. So this one is 8. You get 8 pomegranates. Họ có nói đó. Nhưng mình không biết, nhưng mà họ nói cái này họ nhà họ trồng hay sao á. Bây giờ bé ăn đòi ăn nữa kìa. Cái strawberry này ngon thiệt mọi người, nó giòn rụm mà. Mình mua nhiều lần mà ở trong Costco này nọ không có giòn ha. Này giòn rụm mà. Các bạn nghe này ăn kìa. And your total will be $13. Do you want a bag? Okay. Cái cam máu nó có vẻ hơi lạ đó chứ bằng. Bởi vì bằng chưa ăn cái cam đó. Nhưng mà nãy ăn thấy nó cũng hơi lạ đó. Mua thử thôi như thế nào. Coi bé Ray ăn strawberry kìa. Trời ơi, đã chưa? Giống mít quá vậy. Ồ, không phải. Đồ mễ. Đồ mễ. Bằng thì lại không có thích ăn đồ mễ cho lắm, nên là không có muốn vô thử. Thương thương nó sao, cưng nó sao? Ô trời. Cưng nó lại, các mẹ coi cưng nó lại, cưng nó đi. Có lại con cưng nó đi, cưng nó sao? Con mắt voi đâu, cái voi đâu? Nè, voi nè. Hey, suddenly enter, be enter. Chân voi nó lại, ôm chân voi đi, ôm chân voi sao? Chân con voi nha, cái chân con voi đâu, cái đó là cái voi, cái chân đâu? Chân con voi nè. Đó là chân voi. Hi, xin chào mọi người. Gia đình của Bằng đã đến Dinapoi rồi. Và phía bên tay trái của Bằng đây là có một cái vườn hoa cúc vàng nè mọi người. Nó rất là đẹp luôn. Hoa đang nở rồi. Nhưng mà tiếc là do dịch bệnh á, nên là cái trail này họ đã đóng cửa rồi. Họ không có cho mình đi vô trong. Chỉ có đi men phía ngoài này thôi. Và đi được có một đoạn ngắn à. Nên là chỉ đứng ở đây để ngắm hoa thôi. Và quay cho mọi người xem. Tí xíu nữa thì Bằng sẽ lấy drone Bằng bay lên trên để quay sâu trong kia cho mọi người coi. Chứ bây giờ thì không vào trong được. Bởi vì họ có để cái bản thông báo là do dịch bệnh nên là họ hạn chế, họ đóng cửa rồi. Ok. Bây giờ thì Bằng sẽ lấy drone để quay cho mọi người xem cái hoa cúc vàng ở Dinapoi. Rất là đẹp đó mọi người. Vẫn chưa có thông báo là khi nào họ sẽ mở cửa trở lại để cho mình đi.
Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.